Đó, mọi người thấy rất kỹ, quý khách hàng đang theo dõi, đây là tính năng thứ hai tích xung trên con máy Koreana phiên bản giới hạn chỉ có 15 máy, và hôm nay mình báo giá là 6.800.000. Tuy nhiên mình sẽ giảm 1.000.000 đồng bạc cho cái máy xịn hào này. Có 7 tính năng: xung, tích thường, tích điểm, tích lạnh, có máy tẩy và chức năng hàng que của hãng Sanjo sản xuất cho Hàn Quốc Koreana. Mình giảm 1.000.000 đồng kéo dài cho đến hết 15 cái máy này. Mọi người thương mến nhấn nút đăng ký kênh để coi bên trong nha. Đã quá nè. Nội cái tính năng này là đáng đồng tiền bát gạo à. Quý vị hàng coi mình đánh bóng cái ống inox này. Cho dù hàng kiểu gì xấu cỡ nào thì nó sẽ xử lý liền ngay bây giờ. Với cái mối hàng này dày vậy đúng không? Mình tăng ampere lên xíu đi, 40. Đẩy cho nó lẹ nè. Tăng lên 40 đẩy cho lẹ nè. Rực rỡ lòng em quý vị hàng. Và cái chổi tẩy nó cho, mình cho quý vị hàng cũng rất là dài. Coi nè. Đây là cái giá trị nhân dân, giá trị nhân bản của cái máy này nó đem lại cho đến quý khách hàng Việt Nam mình. Và mình đang giảm giá rất là sâu, giảm 1.000.000 đồng bạc, 6.800.000 mà đi giảm 1.000.000 đồng, chỉ còn có 5.800.000 này. Các bạn coi nè. Quá tuyệt vời không? Đó, thấy rõ ràng không? Trước tẩy và sau tẩy của hàng, thấy không? Rất đẹp. Cái ống inox thấy gớm không? Giờ nó trắng bóng đẹp bà cố luôn các bạn, thấy không? Còn gì bằng nữa. Đó. À, cái này là trước tẩy nè, này sau tẩy nè. Quá đẹp. DC mà mình tẩy ra thì rõ ràng cái đường xung nó đẹp hơn quý thằng, thấy không? Nó đâu có biến dạng nhiều nè, thấy không? Tích DC thì có lúc biến dạng nè, tác động nhiệt nhiều nè. Chỗ này là nó rất là đều bởi vì nó nhờ xung nè. Tiếp theo đó quý thằng nhìn thấy mình sử dụng chức năng hàng tích lạnh, tích điểm nè. Đẹp hơn nữa nè, và cuối cùng là chức năng rebit nè, tất cả một tính năng, hai tính năng, ba, bốn tính năng, năm tính năng. Tính năng thứ sáu là nó đã tẩy inox nè, mọi người thấy không? Đó là toàn bộ 6 tính năng, cho nên là trong video nó review cũng kỹ lắm luôn nha các bạn nha. Rồi tính năng thứ bảy là tính năng hàng que nè. Đó, rất tuyệt vời, giảm 1.000.000 đồng nữa. Dạ, kính chào tất cả quý hàng thương mến, quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 9, là ngày cả đất nước, tất cả các em nó sẽ tụ trường và khai giảng. Chúc tất cả các học sinh ở trên hết đất nước Việt Nam, tức là con của quý khách hàng á, có một năm học mới thật là giỏi và học tập thật là tiến bộ. Và hôm nay tiếp theo là mình cảm ơn tất cả quý khách hàng ở khắp mọi phương đã luôn luôn đồng hành và tin tưởng kênh Máy Hẹn Quyền. Mặc dù trên nền tảng mạng xã hội bây giờ rất là nhiều chỗ làm rất là nhiều cái sản phẩm mà rất là vớ vẩn luôn, thật sự luôn, là nào là máy Nhật, máy Đức, loạn trên thị trường, tấp tốp hết. Thì hôm nay cũng nhờ khách hàng thương mến nó đặt cũng rất là nhiều dòng máy hàng trên kênh Máy Hẹn Quyền, mà bây giờ đã là 17:25, đã quá trễ, nhưng mà mình rất là hồi hộp và sôi động để báo giá cho quý khách hàng cái dòng máy này. Mình cũng mới vừa nhập về số lượng rất là ít, chỉ có là 15 máy thôi. Đây là cũng do hãng Sanjo sản xuất với thương hiệu Koreana, hãng Sanjo nó sản xuất cho Hàn Quốc. Nào các bạn nhìn đây, Hàn Quốc nó theo tiêu chuẩn của nó, tích 250B có hai tính năng, Cooltech là dữ dằn rồi, tích xung rồi, xung tai và có chức năng tẩy nữa. Đúng ra mình không làm video giờ này đâu trời, bởi vì ánh sáng nó không đủ, và mình làm thì nó sẽ hình ảnh nó không được sắc nét. Tuy nhiên mình nôn quá đi, mình làm cái video ngắn này để mình báo giá đến tất cả quý khách hàng một cái dòng siêu phẩm mới này với cái giá chỉ có là 15 máy, cho nên đại loại là mình sẽ khuyến mãi đi, rồi ai mua được thì mua hết khách hàng ha. Rồi ai mà nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì nó sẽ hết, bởi vì mình sẽ để với giá rất đặc biệt. Thì cũng lấy từ cái hãng Sanjo thôi. Hãng Sanjo nó làm cho hãng Koreana này. Các bạn nhìn thấy không? Rất là xịn hào, rất là đẹp. Hãng Koreana là của Hàn Quốc. Này quý thằng nhìn thấy là mình làm ăn không có gian dối nè. Made in China. Quý thằng nhìn thấy không? Design by Korea, có nghĩa là hãng Koreana này nó đặt hàng tại hãng Sanjo, cho nên là mình có sao thì mình nói sẽ như vậy. Nhưng mà dòng máy này chất lượng rất cao và giá thành rất là hợp lý. Quý khách hàng đừng tua video, nhấn nút đăng ký kênh thì mình sẽ vô mình báo giá liền. Nói rằng ha, mình sẽ mở điện nguồn em nó lên một em. Thực ra ngày mai mình sẽ làm lại chi tiết hơn, nhưng mà bây giờ thực sự rất nôn, cho nên làm lướt sơ qua tất cả tính năng của máy này. Đầu tiên
chúng ta coi này nha. Chức năng tích là một, chức năng là tích DC là một ha. Chức năng thứ hai là tích xung là hai ha. Chức năng thứ ba là chức năng hàng tích điểm, có nghĩa là khi mình tắt cái thời gian chớp nháy này là nó kêu là tích điểm là mấy rồi? Ba rồi đúng không? Rồi mình mở cái thời gian hàng này lên thì nó gọi là chức năng hàng tích lạnh, bởi vì nó sẽ có là thời gian nghỉ và thời gian hàng nằm chỗ này. Mấy thằng nhìn thấy không? Đây là thời gian hàng, đây là thời gian nghỉ, thì nó trở thành bốn tính năng rồi đúng không? Thêm một cái tính năng nữa là gì? Rebit có nghĩa là tạo xung tay. Khi mà mình chuyển qua tích DC thì quý hàng có một cái chức năng tạo xung tay, nó gọi là rebit. Rebit là tạo xung tay rất hay. Khi mà mình không thích cái xung của máy tạo thì mình sẽ nhấn một cái buông ra, nhấn một cái buông ra, thì nó sẽ tạo ra cái xung theo ý của người thợ hàng. Đó gọi là rebit. Rất chức năng này, tất cả những anh thợ hàng mà 6G làm đường ống ở Vũng Tàu rất là thích. Chức năng thứ 6 là tẩy. Đó, cái này nhìn thấy 40A rất mạnh à, là tẩy. Chức năng tẩy mối hàng inox là 6 rồi đúng không? Rồi tính năng thứ 7 là tính năng hàng que. Quý hàng thấy không? Sự rực rỡ lòng em của nó. Có nghĩa là một cái máy có 7 tính năng mà quý hàng đừng lo lắng về cái chất lượng của nó nha. 7 tính năng thì thực ra nó làm trên nền tảng của cái dòng ngõ ra là DC hay còn gọi là CC, tức là cần tăng cơ ren. Cho nên là nhờ cái công nghệ đời mới của Hàn Quốc này, Koreana nè, performance duty có nghĩa là chất lượng tuyệt hảo, hiệu sức làm việc cao, quý hàng hình dung không? Thì với một cái máy 7 tính năng như thế này, cọc của nó là cọc lớn 35-50 ly vuông, cáp khí của súng là đi rời đã hết. Mình sẽ báo giá cho quý hàng nha. Giá là 6.800.000, sẽ bao gồm một cái đuốc hàng tích W17 bẻ. Rất là tuyệt vời, là có loại bẻ cong luôn nha quý hàng nha. Rồi cáp đi rời đó, mình sẽ gắn nha. Cáp là gắn vô dấu trừ nè. Rồi khí đi rời nên sẽ gắn đường khí vô nè. Rồi dây điều khiển, có nghĩa là thường hãng Sanjo nó luôn luôn làm như vậy, chất lượng nó cao hơn mấy cái hãng gia xích hay là những cái hãng nhân danh Việt Nam nhiều. Đó, cái hàng nhìn coi đó, đây là dây điều khiển, cáp đi rồi, khí đi rồi, dây điều khiển đi rồi, lỡ có cái gì hư thì mình sửa cái đó. Hãng nó có cho là 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát, cáp 16 ly vuông, 100% ly đồng, dây đồng hả cái hàng ha. Một cái mỏ của súng tẩy mối hàng. À, cũng bẻ tới bẻ lui rất là xịn hào như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đây, kích cò. Rồi. Một đôi bao tay da để mình hàng. Một cái hũ hóa chất để mình tẩy. Một cái đồng hồ ạc gông 191 100% bằng thau rất là xịn hào. 6 bộ kẹp kim. 6 cây kim hàng tích đầy đủ trong này, một cái long bé kép, một cái short bé kép, một cái medium kép. Long bé kép là cái này. Đây các bạn nhìn thấy ha, đầy đủ. Rồi chưa hết đâu, hãng nó còn tặng cho quý hàng một, không phải là hãng mà mình tặng, quên nó lộn, một cái nón là Donald Trump Win, có chỉnh được với thiết kế rất là đẹp. Hoặc là quý hàng không thích thì lấy cái nón tầm nhìn rộng này đó, giá là 6.800.000. Nhưng mà quý hàng đừng có dội tua video nha, mình có 15 máy rồi cho nên mình giảm cho quý hàng 1.000.000 đồng. Ai mà tranh thủ mà hiểu được mình và tin tưởng kênh Máy Hàng Quyền, tranh thủ đặt hàng thì mình giảm. Khi nào mình nhập chính thức về nha, bây giờ mình nhập chỉ có 15 máy thôi thì giá là 5.800.000. Khi nào về chính thức thì mình sẽ bán 6.800.000 với 7 tính năng mình vừa liệt kê thức thì luôn đó các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vô vận hành liền 7 tính năng đó cho tất cả quý hàng coi. Đó, mọi người thấy 6.800.000 nó bao gồm như thế này, nhưng mà không có sao cả, mình sẽ giảm giá cho đến khi nào hết 15 cái máy mình nhập về. 5.800.000 là xong. Khi nào 2 tháng nữa nó mới đặt hàng chính thức á, là mình sẽ bán giá là 6.800.000. Bây giờ chúng ta đi vô vận hành. Thì hai cái đuốc này nó đang rời rạc, mình có đấu sẵn một cây như thế này, quý hàng nhìn nè, làm vậy nó tiện hơn đó. Mình sẽ gắn luôn vô luôn nha, mình sẽ gắn vô. Bây giờ mình xin phép quý hàng là mình báo giá xong rồi đúng không? Bây giờ mình dọn cái này xuống nha, để mình gắn cái đuốc này. Cái đuốc này mình ghép chung lại rồi, mình ghép một cây đuốc hàng tích với lại là cây đuốc tẩy lại dính chung vô cổng cáp. Tại vì khi mà mình hàng xong thì mình sẽ lấy cây đuốc ra, mình sẽ xài liền cho nó lẹ, khỏi cần thay. Bởi vì cái đuốc tẩy và cái đuốc hàng tích nó xài chung cọc trên dấu trừ đó. Cho nên bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái bàn này rồi chúng ta vô vận hành thử liền hết rằng ha.
mỏ hàng tích mình cũng bắt xong rồi, mỏ cô tẩy mình cũng đã bắt xong, kẹp mát thì mình phải gắn bên dấu cộng mình cũng đã kẹp vô cái bàn này, với này nhìn thấy không, nó rất bài bản rồi đó. Bây giờ chúng ta vô liền, giá thì báo rồi 6.8 triệu, giảm 1 triệu đồng bạc, còn có 5.8 triệu cho hết 15 cái máy này. 2 tháng sau nữa mình mới nhập về tiếp, tại mình thấy máy này cũng ngon, của Koreana, hốt xác nó về bán, cho nên là không có số lượng nhiều. Bây giờ đầu tiên mình sẽ vô chức năng hàng tích DC, là hay còn gọi là tích không có xung hay là gọi là tích thường gì nha các bạn nha. Đầu tiên thì mình cũng sẽ chỉnh khí ra trước là 0.2 giây, dòng bắt đầu mình tắt đi, mình để 10 ampe, cái dòng bắt đầu rất là hay. Rồi bắt đầu mình sẽ lên dòng chính. Bây giờ mình chuẩn bị hàng hai cái miếng inox này là tầm 1 ly. Rồi mình sẽ chỉnh dòng hàng này ở tích thường này là 40 ampe đi. Rồi xong. Dòng hạ, tức là thời gian dòng hạ mình tắt, máy nó đủ tính năng với rằng nó phải có dòng hạ. Rồi dòng kết thúc 10 ampe. Rồi khí ra sao mình sẽ chỉnh là 2.5 giây. Xong, đó là chức năng tích DC không có xung. Mình vô tiến hành hàng liền cho tất cả quý hàng coi. Đó là tính năng thứ nhất. Mình để 40 ampe và mình làm cho hai cái miếng 1 ly này chảy lại nhau. Đúng ra nguyên tắc mình phải cho dòng cao mình bon trước. Đó, mình để mình bon trước nha. Mời quý hàng theo dõi. Mình sẽ bon trước cho nó dính, rồi sau đó mình sẽ giảm lại 40 ampe, mình kéo. Mời tất cả quý hàng coi nha. Bon. Rất xịn ha, dính liền. Rồi tiếp tục bon. Đó, quý hàng thấy máy của Hàn Quốc nó làm rất là xịn hào không? Rồi, giảm về 40 ampe. Tại vì mình sẽ hàng kéo cho quý hàng coi ở trạng thái tích thường. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Dưới 40 ampe thì mình làm cho hai cái miếng inox này tự chảy hòa quyện ra với nhau, gọi là tích thường hết hàng ha. Đó, xong một đường lỡ đụng kim rồi quý hàng thấy không? Đó, mình sẽ đẩy tiếp cho mọi người coi nha. Lỡ đụng kim thôi cho nên nó bị ngắt ngang. Bây giờ mình tiếp tục mình hàng. Mời tất cả quý hàng theo dõi nè. Tiếp tục hàng. Vô. Chất lượng của mối hàng rất là đẹp quý bạn. Nó thường ở mình hàng tích thường như vậy thì nó rất là dễ bị biến dạng, nhưng mà dù sao mình cũng thể hiện cho khách hàng coi tích hàng tích thường là như vậy, làm cho hai cái miếng inox tự chảy hòa quyện ra với nhau, gọi là chức năng thứ nhất là chức năng tích thường. Dòng để 40 ampe, kéo rất miên man miếng inox 1 ly. Xong, mình đã thực hiện xong một đường tích thường, đó là chức năng thứ nhất. Khách hàng, tích thường là như vậy đó, làm cho hai miếng inox chảy hòa quyện nhau ra nhưng mà nó sẽ bị biến dạng. Lý do mình đi chỗ này tốc độ chậm cho nên nó sẽ bị đen đường hàng, chỗ này tốc độ nhanh tốt hơn cho nên nó sẽ đỡ biến dạng hơn, mà càng ngày nó sẽ càng biến dạng. Đây là chức năng thứ nhất, tích DC. Rồi sau đó tương tự mình sẽ để qua chức năng tích xung. Xung là gì? Xung là có sự dao động giữa dòng chảy kim loại là 40 ampe nè. Mình vừa hàng thức thì tích thường là 40 nè, các bạn nhìn thấy không, là dòng chảy. Rồi mình sẽ nhấn nhẹ xuống đây, dòng làm nguội có nghĩa là cái dòng này là mình sẽ chỉnh là 10% của dòng chính. Đó là gọi là xung nha, 10% dòng chính là 10 nhân với 40 là bằng 4 ampe. Rồi. Dòng nền là 4 ampe đi lên, mình cho nó 15 đi. Rồi, 15 đi. Bây giờ ở đây là tần số xung, mình sẽ cho nó là 1 hạt thôi. Đó là ha. Rồi. Độ rộng xung thì mình sẽ cho nó là 35%. Rồi, bây giờ mời tất cả quý hàng theo dõi chức năng tiếp theo là chức năng tích xung. Xung là có sự dao động giữa hai cái dòng, một dòng chảy và một dòng làm nguội, và quý hàng thấy rất rõ. Hiện giờ mình đang di chuyển cái mỏ, lửa mà sáng lên là xung, lửa mà mờ xuống là dòng nền. Đó, đây là tính năng xung của nó, các bạn thấy sự tuyệt vời của nó. Nếu mà chúng ta đây là một cái dạng mà để cho nó đừng có biến dạng cái đường hàng đó nè. Có nghĩa là nó không kéo dài một cái dòng 40 ampe liên tục mà nó sẽ hàng trong một cái đoạn nhất định là bằng gọi là độ rộng xung á. Hồi nãy mình chỉnh 35%, có nghĩa là 0.35 giây nó ngâm cái dòng 40.
Rồi nãy mình chỉnh dòng nền là 15% đối với thằng nhớ không? 15% thì nó tương đương là 8A. 8A thì nó ngâm trong vòng 0,65 giây. Đối với thằng thấy không? Thì nó sẽ giảm cái sự gia nhiệt khi chúng ta hàn kéo như thế này. Đây là cái hiệu ứng của xung rất tuyệt vời. Đó, mình vừa thực hiện xong một đường xung là như thế đó đó. Xung là có sự dao động giữa hai cái dòng hàng với thằng thấy không? Nó tạo ra những cái đường dải cá rất là tuyệt vời. Đó, nhưng mà nó sự biến dạng của nó sẽ ít hơn hàng tích thường rất nhiều. Đó các bạn thấy không? Xung là như vậy đó, tạo ra dải cá liền mạch rất là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta vô tính năng thứ ba là chức năng hàng tích điểm. Nhấn xuống cùn. Thì bây giờ tích điểm thì nó cũng na ná như những cái máy mà tích lạnh mình ưa chỉnh mình cho nó lên 250A. Bây giờ mình sẽ chỉnh thời gian hàng là 30 mili giây. Mình thời gian nghỉ này mình tắt nó đi thì nãy mình nói rồi đó, chức năng tích điểm thì mình cũng sẽ lấy hai miếng inox. Đây, mình sẽ ghép lại cho tất cả quý hàng coi. Đây, hai miếng này mình sẽ ghép ở trạng thái hàng tích điểm cho tất cả quý hàng coi. Rồi, rất đơn giản nha. Kẹp mát. Tại cái bàn mình nó hơi sét. Đây là tính năng thứ nhất, tích DC không xung và tính năng xung. Và đây là chức năng hàng tích điểm. Đó. Mời tất cả mọi người theo dõi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hàng chức năng hàng tích điểm. Điểm là như vậy. Mình sẽ khống chế cái thời gian hàng của nó chỉ có 25 mili giây thôi. Mình làm cho hai miếng kim loại inox này nè, nó tự chảy ra nha, với thằng coi nè nha. Vô. Một điểm dính liền rất đẹp, tiếp tục khóa điểm dưới. Hai điểm rất đẹp. Rồi. Mình sẽ đi một đoạn cho tất cả với thằng coi nè nha. Đó, mỏ của mình nó thẳng vậy nè, mình bẻ được luôn. Đó, rồi mình cầm ở tư thế này mình đi như là vẽ tranh vậy đó. Mời tất cả với thằng theo dõi. Vô. Thời gian mình để 25 mili giây là nó hơi cao quá, với thằng nhìn thấy cái mối hàng của nó hơi vàng nè, với thằng coi nè nha, đó hơi vàng đúng không, rất là xịn hào mà hơi vàng đó. Thì mình sẽ giảm xuống chút xíu đây. Nãy mình để 30 lên, bây giờ mình giảm xuống 20 thôi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ theo dõi nè, mời tất cả mọi người theo dõi nè. 20 thôi nha. Vô 20 thì nó sẽ trắng nè. 20 mili giây với thằng, dòng là 250, thời gian hàng là 20 mili giây. Nãy để 30 nó lớn quá. Đó, mỗi lần mình nhấn về mình kiểm soát được cái hồ quang của nó làm cho cái mối hàng rất là trắng. Thậm chí mình không cần tới cái máy tẩy của chức năng tẩy trong con máy này. Đó. Máy nó xịn hào nó là như vậy. Đó là tính năng đó với nào thấy không? Đường hàng mình chỉ cần thay đổi lại thì bên này nó vàng, bên này nó sẽ trắng tinh liền. Đó các bạn thấy không? Đây là ngâm 30, đây là ngâm 20 mili giây. Rồi. Tính năng thứ tư là chức năng hàng tích lạnh. Bây giờ lạnh là gì thì nó có sự là dòng chính là 250A nè, các bạn nhìn thấy không? Thời gian hàng là 20 mili giây nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ cho nó nghỉ, như lần này mình sẽ nhấn cò mình giữ luôn và nó sẽ chớp nháy. Mình sẽ cho nó nghỉ trong dòng là 0,7, tức là nghỉ 0,7 giây sẽ lặp lại quá trình hàng 20 mili giây. Nào các bạn nhìn nè. Đó, hàng 20 mili giây, nghỉ 0,7 giây, sau đó lặp lại quá trình hàng 20 mili giây ở dòng 250A. Nào các bạn nhìn nè. Đó. Xong, bây giờ tay mình sẽ nhấn cò một lần một và máy nó sẽ tự hàng cho chúng ta. Mời tất cả quý thằng theo dõi, đây là tính năng thứ tư. Vô. Đó, quý thằng thấy không, mình giữ cò rồi đó. Bắt đầu di chuyển mỏ tới. Rất là tuyệt vời, quý thằng nhìn thấy nghe cái tiếng là thấy ghiền rồi không đó. Đây là chức năng hàng tích lạnh, là tính năng thứ tư. Mình nói là mình báo giá, mình làm sơ sơ mà thực ra video mình nào cái nào cũng dài hết. Tại mình làm nó chân tình, mình phải làm kỹ vậy thì khách hàng mới hình dung ra được. Rồi xong. Quá đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Đó, khi mình giữ mỏ cái, giữ cò vậy nè là em nó sẽ đi bạch 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 vậy. Ngoài nhờ cái tính năng này khách hàng có thể trang trí cổ bô vẫn được. Đây là chức năng tích lạnh, là tích thường, tích xung, tích điểm, tích lạnh, bốn rồi. Tính năng rebit bật xuống trả về tích DC thì mình xài rebit được. Còn cái vụ xung là mình nói sơ qua rồi. 2T 4T là cái tính năng bình thường thôi, tức là 2T là mình bóp cò nó có dòng hàng. Còn 4T là vậy, mình sẽ nói về 2T luôn. 2T nó không phải là tính chức năng mà nó chỉ là cái tính năng thôi. Rồi, 2T là bóp cò có dòng, buông ra ngắt. Còn 4T đây, bật qua 4T là nó sẽ như vậy. T1 buông ra. Rồi, rồi kéo quá trình hàng. Rồi, nhấn cái nữa. Ngắt.
4T, đó là gọi là 4T. Rồi, đó là tính năng chứ không phải chức năng. Bây giờ mình sẽ đi chính thức vô chức năng thứ 5 là Rebit. Rebit gọi là xung tai. Xung tai là mình đây, mình sẽ chỉnh đằng nào mình muốn chỉnh cái dòng hàng. Bây giờ mình sẽ kéo một cái miếng inox ở dòng 45A, mình sẽ hà nối hai cái miếng inox này lại. Cái quá trình mà nó lặp đi lặp lại này do chính mình làm chứ không phải là cái máy. Rồi quý hàng chú ý này nha. Vô. Buông ra là nó lên nè, quý hàng để ý nè, mình buông ra nó sẽ lên 45 nè, buông. Rồi, nhấp lại cái đi qua. Buông lên 45. Nhấp. Buông lên 45. Nhấp cho nó yếu lại. Buông lên 45. Nhấp. Buông. Nhấp. Buông. Nhấp. Buông. Nhấp. Buông. Nhấp. Buông. Nhấp. Buông. Rồi. Mình muốn kết thúc cái đường hàng này đúng không? Dỡ nó ra. Đó, đó là gọi là xung tai. Rất là tuyệt vời với nàng chứ không phải đơn giản đâu. Đó, thì trong cái phạm vi video này hôm nay mình làm ngắn ngắn vậy thôi nha các bạn ạ. Tích thường, tích xung, tích lạnh, tích điểm. Rebit là 5 tính năng rồi. Bây giờ vô tính năng thứ 6 là chức năng tẩy mối hàng inox. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Quý hàng đang nghe tiếng quạt nó chạy miên man không? Nhưng mà qua cái chức năng tẩy một cái nè. Quạt tắt liền, tức khắc. Rất là thông minh, dòng nhỏ nhất 10A để mình hàng, mình tẩy những cái mối hàng giống như tích lạnh vậy nè. Đó, lên 20, 30, 40 này thì để hàng tẩy mối hàng mít. Thì giờ đối với tích này mình để chừng 20A thôi. Xong, bây giờ chúng ta không cần đụng tới súng tích này nữa. Quý hàng thấy không? Rồi để đây, nhẹ nhàng tình cảm chúng ta lấy cái này. Đây là cái mỏ của tẩy nè. Rồi, quý hàng thấy không? Là mình sẽ kích còi em nó sẽ hoạt động thôi. Rồi mình sẽ kẹp mát vô, mình sẽ tẩy cái mối hàng DC này liền. Rồi đây là cái hóa chất mình có tặng theo cho quý hàng đó. Đầu video mình có nói quý hàng rồi đó. Rồi đây chúng ta sẽ tiến hành nhúng hóa chất vô, quý hàng coi này nha. Bắt đầu kích cò tẩy. Đây là tính năng thứ 6 rồi đúng không mấy em? Đó, đây đó, nhẹ nhàng tình cảm. Mối hàng tẩy rất đẹp đó, quý hàng coi nè. Đây. Trong con máy này nó có đầy đủ hết trơn. Tiết kiệm nhiều lắm. Đó, quý hàng thấy không? Rất là xịn hàng. Đưa vô. Mối hàng cho dù nó có xấu cỡ nào đi, mình ví dụ thợ hàng không có chuyên nghiệp đây rồi, quá đẹp. Rồi lấy chai nước xịt ra cái là xong. Đây quý hàng coi nè. Đó, rất là tuyệt vời. Đang thiếu mát, mát nó đang mang nên mình phải kẹp qua đây. Rồi quẹt thôi. Rất là tuyệt vời. Đó quý hàng thấy không? Máy quá xịn hàng luôn quý hàng coi. Rồi xong hai. Tiếp tục qua bên này. Tẩy em cái đường tích lạnh này cho quý hàng coi nha. Vô. Vô rất rực rỡ lòng em nè. Vô. Đường này thì quá tuyệt vời, đẩy nhẹ là xong. Tại vì tích lạnh này thật ra không cần tẩy cũng được, để khoe cũng được. Rồi xong. Tiếp tục qua tới đường cuối cùng là Rebit. Vô. Rebit có xấu cỡ nào thì cũng tẩy ra được thôi đó. Quý hàng thấy cái máy rất là xịn hào. Xong rồi đó. Đây nè, chỗ này còn xấu 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 nữa không? Rồi xong. Đó, đó là toàn bộ, đó là tính năng thứ 6. Rồi bây giờ mình chỉ cần lấy chai nước này, chúng ta xịt 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 nè. Đang coi nè. Nó sạch sẽ liền. Rất đẹp. Các bạn chú ý kỹ đường hàng của nó nè. Mất dạng hết rồi, bóng lưỡng luôn nè các bạn coi nè. Mặt đường rất tuyệt vời, tiếp tục đường thứ hai. Rất tuyệt vời. Nè các bạn thấy nãy mình có kéo cái đường 2T 4T nó còn hơi trầy trầy chỗ này đúng không? Nè, tẩy luôn, chứng minh luôn cho coi nè. Đẩy luôn đường này để cho nó sạch trước đi đó, đường tích lạnh. Rất đẹp. Rồi tiếp tục cái đường Rebit nè. Các bạn thấy đẹp không? Rồi. Đó, nãy còn đường nãy mình nhá thằng 4T đó là nhớ không? Rồi, nè, chú ý kỹ nè nha. Đó. Xử nó luôn nha. Bập. Rồi, đây là tính năng đó, nhẹ nhàng mất tiêu. Đó các bạn thấy không? Mất tiêu cái đường nãy mình làm cho nó trầy miếng inox nè đó. Nó đánh bóng luôn cái inox đó luôn các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Nó tới nổi tính năng này không đã mình thấy ghiền rồi đó các bạn thấy không? Rồi xong, quý hàng chưa thấy đã đúng không? Mình lấy cái ống inox này đi. Đây. Đây inox này mình hàng mình thấy ghê nè các bạn coi nè nha, thấy ghê nè nha. Rồi, làm liền một phát nữa cái đi. Đây là tính năng thứ 6 cũng ráng nhấn mạnh nè. Quý hàng đang theo dõi, đây là cái máy tích 250B của Koreana Hàn Quốc. Ngoài tính năng xung, ngoài tính năng lạnh, rồi ngoài tính năng tích thường, tích điểm, rồi hàng que nó tính năng này là nổi trội của nó. Thấy sự tuyệt vời của nó, một cái ống inox thấy ghê không?
Và giá mình đang giảm nha, 6 triệu 8 giảm 1 triệu đồng. Cho nên mọi người tranh thủ. Đây mình làm rất kỹ. Với thằng nhớ đăng ký kênh đó. Tẩy một cái nè, với thằng coi nè. Nó cái ống inox đang thấy ghê không? Xong, bây giờ mình sẽ vô tính năng cuối cùng là tính năng hàng que. Mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Mình sẽ vô tính năng cuối cùng là tính năng hàng que. Nhấn qua hàng que. Rồi, quạt nó chạy trở lại rồi quý thằng thấy không? Nhấn qua que là quạt nó chạy trở lại liền. Rồi bây giờ mình sẽ tháo đút hàng tích và đút tẩy ra. Quý thằng thấy sự tuyệt vời mình thiết kế cho quý thằng không? Tức là mọi người không có cần phải đi tháo tùm lum ra. Tức là không cần tháo súng tích gắn súng tẩy, không cần. Mình sẽ làm như vậy cho nó gọn. Chúng ta gắn một cái súng hàng tích và cái súng tẩy nó vô chung một cái dây khiển như vậy là chúng ta sẽ làm việc được. Rồi bây giờ mình sẽ vô tính năng cuối cùng, tính năng thứ 7 đó là chức năng hàng que. Thì kẹp mát hồi nãy giờ nó đang nằm ở dấu cộng, dấu cộng nè mấy thằng thấy không? Thì bây giờ mình sẽ đưa nó qua dấu trừ. Rồi lấy cái kìm hàng que gắn nó vô dấu cộng. Đây là tính năng cuối cùng, là tính năng thứ 7. Bây giờ mình sẽ lấy một cây đũa 3 ly 2. Rồi bây giờ mình sẽ vô thả cái miếng sắt này lên đây. Lấy cái nón tầm nhìn rộng, chỉnh cái dòng hàng này xuống 140 ampe thôi. Mình sẽ đốt cái đũa 3 ly 2 này miên man cho tất cả quý hàng coi. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô, đây là tính năng thứ 6, thứ 7. Không, chọt một cái ăn ngay. Vô. Quá mạnh. Giảm lửa lại, quá mạnh. Đối với miếng sắt này quá mạnh. Đây là tính năng thứ 7. Quá mạnh, đối với cái chức năng que mình đang để 111 ampe, nó quá mạnh đi, mình phải xuống 95 mới được. Hàng lại, vô. Bắt mát rất là nhạy, cái này nhìn thấy không? 95 cũng còn mạnh. Đối với cái biến sắt có 3 ly này, giảm xuống 86 ampe. Vô. Mồi kiểu gì cũng dễ. Đây là tính năng cuối cùng trên con máy tích 250B đến từ thương hiệu Koreana. Và với cái giá 6.8 mà còn được giảm nữa 1 triệu đồng thì mình hy vọng rằng quý hàng tranh thủ đặt hàng để không thôi không có một cái cơ hội để mình mua được con máy giá 5.800.000 này đâu nha quý hàng nha. Và mình nói rằng là 2 tháng nữa, tức là tháng 11 á, mình về mình sẽ bán chính thức giá 6.800.000. Mình mới đặt hàng bên hãng Sanjo rồi. Korea nè. Quá tuyệt vời. Xong, mình chỉ làm nôm na cho quý hàng thấy như vậy là đã rất là mãn nhãn về cái chất lượng sản phẩm của máy tích 250B Koreana này rồi hả thằng ha. Rồi bây giờ video thì nó cũng sẽ quá dài và mình xin phép dừng cái video tại đây. Chúc tất cả quý hàng có một ngày thật đẹp và thật là an bình sau khi mình đã review toàn bộ đó, máy nè, Koreana rất đẹp nè mấy thằng. Lướt sơ qua coi mặt bên này, còn lại hồi từ đầu tới đích giờ chưa coi mặt bên này đúng không? Hồi nãy là từ bên kia qua thì bây giờ là coi lại mặt bên này cái nữa, còn ánh sáng rực rỡ lòng em là có tặng nó này nữa nè. Rồi bây giờ mình dừng video nha, quý thằng nào còn chưa hài lòng thì chờ mình làm video chi tiết. Nhưng mà mình sợ rằng khi mình làm video chi tiết á, thì mấy khách hàng đã đặt hết 15 cái rồi, cho nên mọi người tranh thủ nha quý thằng nha. Rồi mình thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thằng trong những video tiếp theo.